Nếu chủ quan, Thành phố Hồ Chí Minh có thể bùng phát dịch trở lại. Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, nếu chủ quan, số ca nhiễm tăng trở lại, tình hình sẽ rất khó khăn. Chiều 25 tháng 10, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo cung cấp thông tin tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện tại số ca mắc mới của Thành phố Hồ Chí Minh giảm, số người mắc mới trên 100.000 dân một tuần là 73.5 ca. Căn cứ theo nghị quyết 128, thành phố đang ở cấp độ 2. Nếu xét trên tiêu chí về số ca mắc mới trên 100.000 dân một tuần, Thành phố Hồ Chí Minh ở cấp độ 3. Tuy nhiên, thành phố có tỷ lệ tiêm vaccine đạt mức độ cao, số người đã tiêm ít nhất một mũi vaccine đạt trên 99%, tỷ lệ tiêm đủ liều của người trên 65 tuổi đạt 91,8%. Do đó, thành phố được xếp vào nhóm nguy cơ cấp độ 2. Tiến sĩ Châu nói, mặc dù nguy cơ cấp độ 2, số ca mắc ở thành phố và công tác ứng phó của ngành y tế vẫn ở mức độ 3, tức là nguy cơ cao, do đó chúng ta vẫn rất thận trọng. Đến cuối tháng này, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn toàn tự lực trong công tác kiểm soát dịch bệnh, do đó chúng ta tuyệt đối không được chủ quan. Tiến sĩ Châu nói thêm, tôi lo lắng khi người dân chủ quan rằng dịch ở Thành phố Hồ Chí Minh đang ở cấp độ 2 cùng với tỷ lệ tiêm vaccine cao. Nếu chủ quan không tuân thủ 5K, nguy cơ lây lan nhanh, số ca mắc tăng trở lại, dịch ở Thành phố Hồ Chí Minh có thể bùng phát trở lại. Lúc này tình hình sẽ rất khó khăn. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.